Là bị rồi đấy, bù rơ đấy. Đức nó bảo Việt Nam cho lợn này nó không mua. Thế người ta nói là cho lợn là lợn những cái bỏ đi thì người ta mới thu gom về cho lợn. Được coi lấy cái tốt, được lấy cái tốt, tốt thì để đóng hộp để xuất khẩu. Còn cái vỏ với cái ruột là chị em đi làm thì cứ gom mà rồi là ai nuôi lợn thì cứ về gốc cũng đưa về cho lợn, về nấu cho lợn ăn. Mình cứ nghe người ta nói đời nào nói là Việt Nam cho lợn ăn thì nó không mua nữa. Người ta giải thích là Việt Nam người ta cho những cái bỏ đi thì người ta mới cho lợn, cái tốt là cứ đi xuất khẩu cứ đóng hộp rồi, rồi gọi là Maradona. Ăn ngon lắm.